quan tâm cùng vài phút yêu thương. Nếu có là yêu nhau điều đó cũng bình thường. Anh biết người theo anh không thiếu hay là kén cho nên anh không chịu. Thầy thì anh đây ít có lăng mạnh, nhà anh ngay khúc bình thẳng nhưng chối em lại thì anh không đánh. Tại thấy cần anh nâng như trứng, anh hứng như hoa, anh ôm vào lòng. Em hỏi tình yêu màu gì anh liền trả lời. Chị má, em không nâng, em là lúc trời trời ra đâm. Em khôn mày vẫn là em chị, chị dạy mày vẫn là chị em. Nhưng mà khôn thế này thì phải công nhận là cạn rồi. Mình công nhận là welcome to DJ Ronald. Lúc em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tin dẫu đôi lần em u sầu, rồi.